Shop gốm Nhật Qua Giấy xin kính chào quý cô chú, anh chị và các bạn. Hôm nay shop sẽ lên một số sản phẩm phục vụ cho mục đích sưu tập và gia dụng. Quý khách mua hàng xin vui lòng chọn mã sản phẩm tại chữ H có số đứng liệt kề. Số phía sau là giá của sản phẩm. Xin lưu ý giá chưa bao gồm phí ship. Quý khách liên hệ với shop qua số điện thoại 0979 637 554. Quý khách có thể gọi hoặc nhắn tin bằng số di động hay là số Zalo để thuận tiện cho việc trao đổi thông tin hình ảnh và thông tin liên lạc khi gửi hàng. Shop sẽ up video vào khoảng 11 giờ mỗi ngày, chủ nhật nghỉ. Quý khách vào xem video xin vui lòng nhấn like, đăng ký và chia sẻ để nhận được những thông báo mới nhất về những video mới. Xin trân trọng cảm ơn. Sản phẩm đầu tiên đó là một cái bộ chén trà gốm rất là đẹp. Cái bộ chén này phủ men rạng celadon với cái màu men nhìn rất là tinh tế. Màu men rất là tinh tế. Bên ngoài đó thì nó khắc hình cỏ lau. Họa tiết nó được khắc hoàn toàn thủ công, tức là khắc tay đó, rất là tinh xảo. Lòng nó phủ men rạng giống như thủy tinh vậy đó anh chị, hay là men rạng kiểu kim cương đó, nhìn rất là độc đáo, như vô số cái viên mà ngọc bích mà nó nằm trong cái lòng của cái chén này đó, nhìn rất là hay. Đáy nó có truyện ký rất là rõ ràng, và chúng ta thấy là cái men rạng dưới đáy này cũng vậy, nó nhìn giống như là những cái viên mà ngọc nó đang phát sáng khi mà chúng ta đưa ra ngoài sáng vậy đó, rất là đẹp. Bộ này cốt dày nặng, nó là cái dòng gốm vuốt tay cho nên cốt dày nặng, men rất là chắc, cực chất, cao 5, đường kính 8.5, mã sản phẩm H1, giá 250k trên bộ 5 cái. Sản phẩm tiếp theo cũng là một cái sản phẩm cực kỳ độc đáo. Một cái an gốm Sino quả biến rất là đẹp. Cái này là nó thuộc cái dòng Sino xanh. Sino là một cái dòng gốm rất là đặc trưng của Nhật. Nó mang một cái nét gì đó rất là đặc trưng, không thể nhầm lẫn với những cái dòng gốm khác. Cái dòng này là cái dòng Sino xanh. Sino xanh, chúng ta thấy cái màu này nè, gọi là cái màu Sino xanh, nó giống như hơi xanh mà nó ngã xám á. Nó phủ men tuyết, bên ngoài nó phủ men tuyết, nhìn rất là độc đáo. Chúng ta thấy không, giống như tuyết mà nó phủ ở trên cái mặt đất vậy đó. Và cái vành nó được tạo hình, nhìn rất là ấn tượng. Giống như là cái vành nó được cắt ra rồi nó được ráp lại. Nhìn rất là hay. Đáy nó có cái ấn tiện rất là rõ ràng, cái kiểu men bên ngoài ấn tượng hơn chân hình rất là nhiều, trên video rất là nhiều, tôi thấy nè, nhìn rất là độc đáo, cốt dày nặng, dòng này thì cái men nó rất là ấn tượng, cao 6, đường kính miệng là 15, đường kính thân là 16, mã sản phẩm là H2, giá 120k. Cái thân nó to hơn cái vành miệng. Sản phẩm tiếp theo đó là hai cái dĩa hay là hai cái dầm đều được, chúng ta gọi là dĩa cũng được, cái dầm cũng được. Cái này nó thuộc cái dòng ngũ sắc. Ngũ sắc là nói chung những cái sản phẩm mà nó vẽ bằng cái năm cái màu. Cái này nó thuộc cái dòng Arita. Lòng nó vẽ hoa cúc rất là tinh tế trên cái màu men xanh coban. Cái này thì nó khá giống với cái bộ 5 cái hôm qua shop bán, nhưng mà nó khác cái họa tiết này, nó vẽ hoa cúc, cái kia thì nó vẽ hoa phù dung. Cái dòng này thì cốt xứ rất là tốt rồi, men rất là đẹp, rất là chắc chắn. Nó cao 3.7, đường kính thân là 15 năm, đường
Đường kính miệng là 14, mã sản phẩm là H3, giá 120k trên cái. Shop có 2 cái. Sản phẩm tiếp theo đó là một cái chén trà. Cái chén trà gốm mộc rất là đẹp. Cái chén này thì nó mang cái nét vừa giống cái dòng Karasu mà nó vừa giống Hagi. Cái dáng rất là hay luôn. Chúng ta thấy những cái chén trà của Nhật đó, nó mang cái dáng dấp của một cái bát. Cái bát của những cái nhà sư. Do cái trà đạo của Nhật đó, thì nó xuất phát cũng từ cái thiền tông. Trên thân nó vẽ nó phủ men rất là độc đáo, nhìn rất là tinh tế. Những cái sản phẩm này nó mang cái nét gì đó, nó làm chúng ta nó chỉ có thể cảm nhận chứ không thể mà nó tả được, rất là độc đáo. Lòng nó có hình sóng ốc, tức là cái dấu thiền. Chén này cái dáng rất là hay, những cái chén này chúng ta trưng bày trên kệ nhìn nó rất là tinh tế. Nó cao 7, đường kính miệng là 9.5, đường kính thân là 10.5, mã sản phẩm là H4, giá 120k. Sản phẩm tiếp theo đó là một cái dầm. Cái này gọi là cái dầm cũng được, cái dĩa sao lòng hay là cái dầm, nhưng mà nó cái dáng nó độc đáo, dáng vuông sâu lòng, cái đáy phẳng. Cho nên cái này nè, các anh chị để ấm trà và các anh chị làm nóng ấm trà trước khi pha trà đó thì rất là hay. Trên thân nó vẽ cái họa tiết là chuồn chuồn cánh hoa, giống vừa giống cánh hoa mà nó vừa giống chuồn chuồn. Họa tiết này nó được vẽ thủ công, cái màu men xanh rất là đẹp, nhìn rất là tinh tế. Sản phẩm này nó được chế tác thủ công cho nên cốt dày nặng, cốt rất là dày. Cao 4, đường kính là 21 năm, mà sản phẩm H5, giá 150k. Tiếp theo đó là hai cái chén trà. Hai cái chén trà gốm Somayaki. Đây là một cái dòng gốm rất là danh tiếng. Cái dòng gốm này nó nằm ở vùng Fukushima, cái vùng mà năm 2011 đó nó bị tàn phá bởi cái trận sóng thần. Và cái làng, tức là cái làng gốm, cái này là khu vực này nó có nhiều cái lò gốm nha các anh chị, của cái dòng Soma này, thì nó bị thiệt hại nghiêm trọng. Đó là rất là nhiều những cái lò gốm cũng như là những cái nghệ nhân đã ra đi vĩnh viễn trong cái trận động đất sóng thần đó. Và nó làm cho cái dòng gốm này nó bị mai một. Cho nên chính phủ Nhật đó họ đã có những cái chính sách để phục hồi và phát triển lại cái dòng gốm này. Cái dòng gốm này nó tên là Soma. Soma trong tiếng Nhật có nghĩa là nó con ngựa. Dòng gốm này nó đặc trưng bởi cái màu men xanh, men màu xanh ngọc với những cái vết rạn, nhìn rất là ấn tượng. Và đặc biệt là trong lòng nó vẽ hình ngựa. Ngoài ra nó còn có những cái phiên bản đặc biệt, nhưng mà đa số thì chúng ta hay gặp nhất là cái dòng men rạn, mà cái kiểu rạn này thì nó ít gặp hơn nè. Kiểu rạn với những cái đường rạn màu đen này nó ít gặp hơn. Đa số chúng ta thấy cái đường rạn nhỏ. Hình ngựa được vẽ vàng, họa tiết nó được vẽ tay rất là tinh xảo. Đáy nó có cái ấn truyện hình hồ lô, bên trong cái ấn truyện này thường là nó có cái chữ ngựa, chữ mã đó. Hai chén nó lòng nó đều có vẽ hình ngựa hết. Cái chén này cái dáng rất là hay, cái đáy nó to, miệng nó nhỏ nhỏ dần về miệng. Cao là 5.5, đường kính miệng là 7.5, đường kính thân từ khoảng 8.8 đến 9, mã sản phẩm là H6, giá 200k trên cái. Shop có 2 cái. Sản phẩm tiếp theo đó là một cái ly gốm. Một cái ly gốm Bizen rất là đẹp. Cái ly này cao, to, với cái hiệu ứng goma, tức là hiệu ứng rải hạt vừng
Hạt vừng là ở ngoài miền Bắc gọi là hạt vừng, ở trong miền Nam gọi là hạt mè. Tức là trên cái thân này nó có những cái vết giống như những cái hạt mè, nó rải trên bề mặt của cái sản phẩm, cho nên gọi là cái hiệu ứng rải hạt mè hay là loại rải hạt vừng. Trong cái tiếng Nhật thì nó gọi là cái hiệu ứng Gumma. Cái dòng sản phẩm Bizen này nó độc đáo ở chỗ đó là cái màu sắc và cái hoa văn trên những cái sản phẩm. Ví dụ như thế này nè, là nó do vết cái nhựa thông và tro than nó tạo nên, cùng với cái khoáng chất mà trong đất đó, cũng như là cái nhiệt độ của cái lò và vị trí của sản phẩm trong nhiệt trong cái lò mà nó tạo nên cái màu sắc khác nhau. Ngay cả nghệ nhân cũng không thể nào tạo được cái sản phẩm thứ hai hoàn toàn giống như vậy. Cho nên mỗi cái sản phẩm nó đều là một cái tác phẩm độc bản, tức là duy nhất, giống như cái dấu vân tay người, thoạt nhìn thì giống nhau nhưng mà mỗi cái là riêng biệt, là độc nhất. Những cái sản phẩm này nó đều có cái chữ ký của nghệ nhân ở dưới đáy cả. Cái ly này thì nó cao, cái ly này các anh chị có thể là uống cà phê được, cao 11 năm, đường kính là 7.5, mã sản phẩm là H7, giá 150k. Tiếp theo là một cái bộ sản phẩm rất là đẹp, một cái bộ dĩa gốm rất là đẹp luôn. Nó gồm một cái dĩa to, một cái dĩa lớn và bốn cái dĩa nhỏ. Thường cái bộ Nhật thì nó là năm năm, thì một cái dĩa lớn và bốn cái dĩa nhỏ. Ở đây chúng ta thấy nè, cái dĩa là cái dáng rất là độc đáo, cái dáng vuông với hai cái bên vành đó thì nó hơi nhô lên. Cái đặc biệt đó, trong lòng mỗi cái dĩa này nè, nó đều có hình ảnh một cái chiếc lá. Mỗi dĩa là một cái hình, một cái loại lá khác nhau. Nghệ nhân họ dùng cái chiếc lá thật đó các anh chị, họ ấn lên cái bề mặt của sản phẩm trong cái lúc tạo hình. Cho nên mà khi mà nung nung men, sau khi nung men đó thì cái chiếc lá này nè nó hiện lên hoàn toàn sống động. Nó giống như cái chiếc lá thật mà nó được in lên trên cái mặt gốm gì đó, từ cái đường gân lá cho tới cái mép lá, cái mép răng cưa của lá chúng ta thấy rất là rõ ràng, không thể nào vẽ được. Và chúng ta rờ vào đó, nó cộm tay giống như chúng ta rờ vào cái chiếc lá vậy. Sản phẩm này nó được chế tác thủ công, bên đây nè, bên chỗ này nó có cái ấn truyện của nghệ nhân rất là rõ ràng. Cốt dày rất là nặng, men rất là độc đáo. Mỗi sản phẩm chúng ta thấy nè là một cái chiếc lá khác nhau, rất là sống động, cực kỳ sống động. Đây, ở đây là một cái chiếc lá khác nữa, rất là đẹp. Đây, cực kỳ đẹp, cực kỳ tinh tế. Và ở đây cái dĩa lớn đó là một cái đó bồ công anh, cực kỳ sống động. Đây, nó có truyện ký rất là rõ ràng, ấn truyện rất rõ ràng. Cái này các anh chị có thể nè, chúng ta có thể bày một cái bộ trà hay là chúng ta bày trên cái bàn ăn. Thế là ở đây chúng ta để bộ trà, và khi mà chúng ta rót nước ra đó, rót trà ra thì mỗi cái dĩa nhỏ nó sẽ lót một cái ly trà, rất là tiện. Cái vành nó cao là 2.5, nó rộng là 10 11.7, nó dài là 12. Cái dĩa lớn đó là dài 20.3, rộng rộng 20.3, dài 20.7. Đâu, nó vuông luôn, 20.7 hết. Mã sản phẩm là H8, giá 300k trên bộ. Gồm một cái dĩa lớn và năm cái dĩa nhỏ, bốn cái dĩa nhỏ. Sản phẩm tiếp theo đó là một cái dĩa. Cái này gọi là cái dĩa cũng được, cái khai cũng được, hay là cái chậu cũng được. Nó thuộc cái dòng gốm Oribe.
rất là đẹp, rất là to. Thường Oribe thì chúng ta hiếm gặp cái dĩa to lắm. Cái này chúng ta làm cái dầm trà hay là cái âu trà cũng được nè. Chúng ta để cái ấm chén vào đây để chúng ta làm nóng ấm chén trước khi pha trà cũng được luôn. Cái dáng rất độc đáo, nó giống như cái chiếc thuyền, gọi là cái thuyền trà. Nó phủ cái màu men xanh đồng kết hợp với màu men trắng đặc trưng của dòng Oribe, đặc biệt là bên ngoài nó phủ một cái lớp men tuyết nhẹ giống như là tuyết mà nó đang tan trên cái bề mặt. Và ở đây nó có một cái đường quét ngang, một cái đường quét dọc á, nhìn rất là tinh tế. Bên ngoài thì nó vẽ họa tiết là hoa lá, ngay chúng ta thấy là giống như gió mà nó lùa qua những cái tán lá khô vậy, nhìn rất là hay. Cốt dày rất là nặng, sản phẩm này nó cũng được chế tác thủ công, dày rất là nặng, dĩa này nó cao 5, dài 31, rộng 18 năm, mã sản phẩm H9, giá 250k. Sản phẩm tiếp theo đó là một cái dĩa sứ rất là đẹp. Dĩa sứ nó gồm có hai cái ngăn, một cái ngăn to và một cái ngăn nhỏ. Ở cái dĩa này nè, nó vẽ cái họa tiết rất là hay. Nó vẽ hình những cái tán lá. Và họa tiết này nó được vẽ thủ công. Được vẽ thủ công và trong cái lồng này nè, nó tạo cái hình gồ ghề, dích dắt. Đây chúng ta thấy này, cái lồng dĩa này nó không có phẳng mà nó tạo cái hình dích dắt nhìn rất là hay, rất là độc đáo. Đặc biệt là họa tiết những cái tán lá này nó được vẽ thủ công rất là tinh xảo. Trên đây nó có cái ấn triện, ở phía sau này nó cũng có ấn triện rất là rõ ràng. Cốt sứ rất là tốt. Cái vành của nó cao 2, nó dài 24, rộng 9, mã sản phẩm là H10, giá 120k. Sản phẩm tiếp theo đó là hai cái dĩa Kansai rất là đẹp. Kansai, một cái dòng gốm rất là độc đáo của Nhật. Cái dòng này nè, nó đặc trưng là cái dòng men nhám. Chúng ta rờ vào á, cái mặt men có kiểu nó nhám, nhưng mà cái dòng này các anh chị xài rồi á, hoặc là các anh chị có sử dụng rồi thì rất là thích. Nó rửa cực kỳ dễ rửa và rửa nó rất là sạch. Hai nữa đó là cái màu men của nó đó rất là tinh tế, cực kỳ tinh tế. Cái dòng này nó đặc trưng là màu men nhám, kiểu men nhám và cái màu men tinh tế, với những cái sản phẩm đa số là cái trên trên cái mặt cái sản phẩm hay trong lòng sản phẩm đó, là nó vẽ chỉ duy nhất là cái dấu thiền Zen, tiếng Nhật gọi là Zen, tiếng Việt chúng ta gọi là cái dấu thiền, tức là cái vòng tròn khuyết. Cái vòng tròn nó không có cái điểm kết thúc cũng như là không có cái điểm bắt đầu. Nó thể hiện cho cái sự vô tận, tức là ý nghĩa luân hồi đó. Cái kiểu men rất là tinh tế, bên ngoài cái men đẹp hơn rất là nhiều. Đây, Kansai. Cái dòng này rất là chắc chắn nha các anh chị, cực kỳ chắc chắn. Màu men rất là đẹp, bên ngoài rất là đẹp. Cái dòng này các anh chị bày trí, sử dụng hay là làm cái dĩa lót bộ trà cũng đẹp. Cao 4, đường kính là 23, mã sản phẩm là H11, giá 120k trên cái, shop có hai cái. Sản phẩm tiếp theo đó là một cái bàn tính xưa bằng gỗ, bàn tính xưa của Nhật, bàn tính nó bằng gỗ nha. Nó được chế tác hoàn toàn thủ công và bằng gỗ. Những cái hạt này chúng ta thấy nè, để chế tác nên những cái hạt này là cả một cái quá trình vô cùng công phu.
những cái hạt bằng gỗ nhỏ nhỏ như thế này nè, những cái con tính này nè là vô cùng công phu. Ngoài ra chúng ta thấy là nó được những cái thanh này nè là những cái thanh gỗ luôn, thanh gỗ nhỏ phía trong này. Đây chúng ta thấy nè, nó làm bằng cái hệ thống mộng ngàm, và khi mà cái đinh đóng bằng cái này cũng bằng gỗ hay là bằng sừng luôn nè, là màu trắng trắng nè, chế tác hoàn toàn thủ công, rất là tinh xảo. Ở đây chúng ta thấy cái hệ thống này, cái mọng đuôi cá này để nó giữ những cái thanh lại với nhau. Chế tác rất là công phu. Này nó nhỏ hơn cái hôm trước của shop bán, nhỏ hơn này, nó dài 22, rộng là 6.5, mã sản phẩm là H12, giá 200k. Sản phẩm tiếp theo đó là một cái dĩa sứ rất là đẹp luôn, dĩa sứ cực kỳ đẹp. Trên cái mặt dĩa này nó vẽ hoa hồng, vành nó được viền vàng rất là tinh tế. Ở đây cái dĩa, những cái dòng dĩa này gọi là cái dòng dĩa trang trí. Dòng dĩa này chúng ta trưng bày giống như cái bức tranh vậy đó anh chị, nhưng mà thay vì bức tranh bằng giấy hay bằng bằng vải bằng lụa thì ở đây bức tranh này nó trên sứ, bên cạnh nó có cái chữ ký của nghệ nhân rất là đẹp. Những dĩa này chúng ta trưng bày nó mang cái gì đó nó tinh tế và nó rất là sang. Đường kính là 268, mã sản phẩm là H13, giá 250k. Sản phẩm tiếp theo đó là một cái dĩa rất là to, một cái dĩa sứ Arita rất là to luôn. Cái dĩa này cái dáng rất là hay nè, chân nó khá cao, cái vành miệng nó cao, trên thân nó vẽ cái họa tiết là cái trái lựu, quả lựu và hoa trà. Trái lựu thì trong cái ý nghĩa của phương Đông nó tượng trưng cho cái sự sinh sôi nảy nở. Họa tiết nó được vẽ thủ công rất là đẹp, vẽ tay đó các anh chị rất là đẹp luôn. Đây chúng ta thấy cái nét vẽ tay này, những cái nơi bắt đầu và kết thúc của cái nét bút hay nét cọ. Ở trong lòng thì nó vẽ cái một cái đường viền, cái vòng tròn viền với cái họa tiết là những cái lá tùng. Cái dòng này cũng được gọi là cái dòng ngũ sắc nè, nhưng mà cái ngũ sắc xanh do cái màu chủ đạo nó là màu xanh, bên ngoài nó vẽ hoa trà rất là đẹp. Cái dòng này cốt sứ rất là tốt luôn, đáy nó có ấn triện. Chúng ta thấy cái tiếng đó, nó đanh và nó ngân giống như chuông vậy đó, chứng tỏ là cái cốt rất là tốt. Dĩa này cao 6, đường kính là 28, mà sản phẩm là H14. Dĩa này các anh chị mà trưng bày trái cây á, Tết chúng ta trưng bày trái cây rất là đẹp, hay là dĩa này sâu lòng đựng những cái món có nhiều nước cũng 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 rất, rất là hợp. Dĩa này rất là to, mã sản phẩm H14 giá 350k. Tiếp theo đó là một cái dầm, một cái dầm trà bằng gốm rất là to luôn, rất là to, rất là đẹp, màu sắc nhìn rất là độc đáo, tinh tế. Ở đây chúng ta thấy nè, cái kiểu men nhìn rất là ấn tượng. Trong lòng nè, nó phủ cái vệt men chảy với phong cách ngẫu hứng và độc đáo. Đặc biệt là cái vành nó có cái chỗ rót, cho nên nó khi mà chúng ta đổ nước nó rất là tiện. Cái dầm này các anh chị có thể để nguyên một cái bộ trà vào đây
để chúng ta làm nóng trước khi pha trà, và sau khi dùng trà xong á, chúng ta để tất cả bộ trà vào đây. Nó vừa là cái dầm, nó vừa là cái khai luôn, do nó to và cái lòng nó sâu, đáy phẳng, rất là tiện. Cái dầm này nó được chế tác hoàn toàn thủ công, cốt dày nặng, cái kiểu men rất là độc đáo. Dòng này nó, nếu mà các anh chị mà không có kinh nghiệm thì dễ lầm nó với bizen lắm, mà cái dòng này không phải. Dầm này nó cao 5, đường kính là 26 năm, chúng ta không có tính cái vòi nha, tính cái vòi thì nó sẽ rộng hơn chút, là 27 năm. Mã sản phẩm là H15, giá 300k. Sản phẩm tiếp theo đó là một cái dĩa men lam xưa rất là đẹp. Cái dòng này các anh chị chơi đồ xưa hay gọi là cái dòng răng cưa, do trên cái vành nó tạo hình giống như răng cưa. Còn ở chỗ shop hay gọi là cái dòng sô-cô-la, do cái men trên vành này nè nó cái màu nâu, cho nên các anh chị bán đó hay gọi là cái dòng sô-cô-la. Đây là một trong những cái dòng rất là đặc trưng, nó mang cái tính đặc trưng của người Nhật. Cái dòng này nó là cái dòng Arita và nó được ra đời vào cái giai đoạn Minh Trị. Nó có từ khoảng năm 1868 cho đến những năm đầu thế kỷ 20. Cái dòng này thì sở dĩ người Nhật á, họ thể hiện cái tinh thần Đại Nhật Bản, tức là cái tinh thần dân tộc của họ đó, cho nên họ muốn tạo ra một cái dòng đặc trưng của họ, thoát trung trong mọi cái vấn đề, trong đó có cả gốm sứ. Cái dĩa này nó vẽ cái họa tiết là núi Phú Sĩ. Núi Phú Sĩ là biểu tượng của nước Nhật, là cái đỉnh cao nhất trên đất nước Nhật, cho nên nó mang cái ý nghĩa rất là thiêng liêng đối với người Nhật. Cho nên chúng ta thấy đó, trong cái họa tiết gốm sứ hội họa thì cái núi Phú Sĩ nó có vị trí rất là trang trọng. Cái dòng này chúng ta hay gặp, tất cả những cái dòng dĩa này đều trong những cái giai đoạn khác nhau đều có cái hình tượng núi Phú Sĩ cả. Và chúng ta đặc biệt là những cái dĩa mà có núi Phú Sĩ thì cái men rất là đẹp. Và đặc trưng của cái dòng này là cái cốt nó dày, nặng khủng khiếp, cực kỳ chắc chắn. Dĩa này các anh chị có thể trưng bày giống như cái bức tranh. Ở phía sau nè, ngay chỗ cái vết lõi men này nè, nó có cái vết mẻ nhẹ ở phía sau, cho nên nó không ảnh hưởng đến thẩm mỹ hay là chức năng. Dĩa này nó rất là nặng, cái dòng này thì nặng cực kỳ chắc chắn. Dĩa này đường kính 31, mã sản phẩm H16, giá 650k. Sản phẩm tiếp theo là một cái sản phẩm cực kỳ độc đáo, một cái tượng gốm. Một cái tượng gốm, cái tượng này nó thuộc cái dòng gốm, mà cái dòng gốm nó không phủ men á. Cái dòng gốm nó mang cái hướng cổ đó, cái dòng gốm mà cái dòng gốm cổ nó không phủ men, nó cái kiểu nó giống như khá giống cái kiểu gốm mà Phù Lãng của người Chăm ở Ninh Thuận đó. Nhưng mà cái cốt nó chắc hơn. Cái màu của nó đó là cái màu gốm, màu đất sét. Nó không phủ men, nó được nung. Cái tượng này nó được chế tác hoàn toàn thủ cơ, không công, với cái phong cách ấn tượng. Nó tượng trưng cho cái tín ngưỡng phùng thực của những cái cư dân nông nghiệp của châu Á ngày xưa đó. Ngay cả chúng ta thấy đi, Việt Nam cũng có một cái giai đoạn là nó có cái tín ngưỡng phồn thực để nó cầu mong cho cái sự sinh sôi nảy nở,
Chúng ta thấy trên trống đồng Đông Sơn hay là trên những cái thạp đồng Đông Sơn đó, chúng ta thấy hình tượng những cái đôi nam nữ hay là hình tượng những cái con cóc bắt cặp đó. Và ở đây ở ở Việt Nam chúng ta hiện tại thì một số cái lễ hội ở ngoài phía Bắc đó vẫn còn cái tín ngưỡng đó. Và chúng ta thấy trải dài vô miền Trung thì những cái di chỉ của người Chăm, chúng ta thấy những cái linh ga, những cái Johnny đó là cũng là tín ngưỡng phong thực. Và người Nhật ấy cũng vậy, trước đây họ cũng là một cái quốc gia nông nghiệp cho nên cái tín ngưỡng phong thực nó cũng rất là trang có ý nghĩa rất là lớn đối với cái những cư nhân người Nhật. Hiện tại nước Nhật chúng ta thấy có những cái tính cái lễ hội tôn vinh những cái cổ quý khổng lồ. Ở đây nó tạo hình một cái con phượng đang ôm một cái sinh thực khí khổng lồ, nhìn rất là dễ thương và độc đáo. Những cái tác phẩm này nó trưng bày nó rất là độc, nó được chế tác hoàn toàn thủ công, cái này nó không có cần bằng xây, và nó được khắc tay theo cái phong cách là phóng khoáng. Đây chúng ta thấy cái vết gọt ở phía trong nè, và ở đây chúng ta thấy những cái vết khắc hoàn toàn thủ công với cái phong cách phóng khoáng chứ không phải là cái phong cách mà gọi là tỉ mỉ. Nó làm nổi bật lên cái sinh thực khí nam, nhìn rất là độc đáo. Ở bên đây nó có cái ấn truyện rất là rõ, bên ngoài nhìn nó cũ kỹ hơn nha các anh chị. Đây chúng ta thấy nó mô tả như một cái sinh thực khí nhưng mà nó không có dung tục, nó thể hiện cái sự trang trọng. Chúng ta thấy người Nhật họ có những cái bình rượu, nguyên cái bầu rượu là cái sinh thực khí. Cái tượng này nó cao 20,5, nó dài là 10,5. Nó rộng là 8,5. Để đo cái dòng thân. Dòng thân là 27 năm. Mã sản phẩm là H17 giá 650k. Những cái sản phẩm này chúng ta rất là hiếm gặp, cực kỳ hiếm gặp. Do nó chỉ có thể là nó để trưng bày trong những cái lễ hội thôi. Sản phẩm tiếp theo đó là một cái khai men lạp xưa, hay là cái khai sứ xưa. Nó vẽ cái cây tùng và những cái mái nhà tranh vào cái mùa đông, cho nên chúng ta thấy cái màu mà tuyết đó nó phủ trên mái nhà và trên cái cây tùng. Đây là cũng là một trong những cái sản phẩm nó mang cái nét gì đó, nó rất đặc trưng của người Nhật. Những cái khay này nè, nó vừa mang cái tính chất trang trí nhưng mà nó cũng rất là thực dụng. Ví dụ như mỗi cái khay này là một cái ngăn, giống như là một cái tô riêng, một cái chậu, một cái dĩa riêng vậy đó. Khi mà chúng ta sử dụng thì chúng ta để bày ra, nhưng mà khi không sử dụng thì chúng ta đậy lại. Nó rất là vệ sinh và nó tạo nên cái vẻ hoành tráng, trang trọng. Những cái này mà chúng ta trưng bày khi Tết đó, chúng ta trưng giống như một cái sản phẩm để trưng bày. Nhưng mà khi chúng ta đựng những cái loại hạt khô đó thì nó cũng rất là hay. Những loại mứt trên thân nó vẽ cái chủ đề là tùng hạt diên niên, hai cái loại vật tượng trưng cho cái sự trường thọ, và hạt thì nó tượng trưng cho cái sự trường thọ và chung thủy. Hạt nó chỉ kết đôi một lần duy nhất. Và ở đây chúng ta thấy họa tiết nó được vẽ hoàn toàn thủ công, vẽ tay rất là tinh xảo và công phu. Nó vẽ từ ở dưới này nè, dài lên. Cái khay này thì nó mất một ngân,
Đúng là chỗ này nè, nó còn một ngăn nữa, nó mới lên trên này. Nhưng mà cái ngăn đó nó bị lật mất rồi. Những cái sản phẩm xưa thường nó như vậy. Cái dòng này thì cái cốt nó rất là dày, cực kỳ chắc chắn. Đây chúng ta thấy cái là chỗ không phủ men, nó rất là già, rất là sâu tuổi. Nó có cái những cái vết mà oxit sắt màu cam cam đó, nó hiện lên. Anh chị em chơi đồ xưa hay gọi là lên nước đó. Cốt rất là dày, cực nặng. Tiếng gõ nó đanh như kim loại vậy. Khai này nó cao 19 năm, nó rộng là 24, nó tương ứng với cái vòng thân của nó đó là 55, mà sản phẩm là H18 giá 650k. Sản phẩm tiếp theo tiếp tục, nó là một cái ngăn sứ rất là đẹp, một cái ngăn sứ rất là đẹp. Cái ngăn này thì nó tạo hình giống như cái quả hồng vậy, cái gì quả hồng mà cách điệu á, mỗi ngăn nó giống như một cái quả hồng mà nó cắt ngang vậy. Quả hồng là cái quốc quả của Nhật, cho nên chúng ta thấy đó, nó thường những cái sản phẩm gốm sứ nó hay liên quan tới quả hồng, và trên thân nó vẽ cái hoa đào, cái cọi hoa đào với cái phong cách rất là độc đáo, mang cái phong cách phóng khoáng và ngẫu hứng. Cái họa tiết hoa đào đó các anh chị, chúng ta thấy màu vàng đó là nó được vẽ bằng vàng thật, còn những cái họa tiết màu đỏ màu trắng nó vẽ bằng cái men nổi và nó vẽ thủ công, vẽ tay đó. Cái màu của cái thân cây đó nó vẽ bằng bạc, cho nên mà khi mà nung 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 men đó, cái màu bạc nó sẽ chuyển thành cái màu đen, mà cái màu đen nó ánh bạc. Chúng ta thấy những cái sản phẩm mà rất là có giá trị thì nghệ nhân họ mới sử dụng những cái kim loại quý như vàng và bạc để họ vẽ, do nó đòi hỏi một cái kỹ thuật khó hơn, nó phải có cái loại keo đặc biệt thì nó mới bám lên cái bề mặt của sứ này. Dán rất là hay luôn, to, cái ngăn này nó to, bên trong nó có cái chữ ký của nghệ nhân nè. Cốt dày nặng. Cái khai này nó cao 23 năm. Cái đường kính của cái miệng của cái khai đó là 15, đường kính của thân là 16 năm, đường kính của cái nắp cũng là 17, mã sản phẩm là H19 giá 550k. Sản phẩm tiếp theo đó là một cái siêu phẩm, một cái chậu cực to, một cái chậu gốm rất là to, to khủng khiếp. Chậu này rất là to. Cái chậu này ở Nhật thì nó có rất là nhiều công năng. Nó có thể là một cái chậu cắm hoa Ikebana, tức là cắm hoa theo phong cách thiền hay gọi là cái hoa đạo đó. Người Nhật thì họ có trà đạo và hoa đạo. Ngoài ra nó cũng dùng để làm những cái tiểu cảnh, hoặc là để trồng bonsai. Cái chậu bonsai mà đại chỗ này đó, nếu mà các anh chị mà mua ở Nhật thì nó có cực kỳ đắt, đắt đỏ, siêu đắt đỏ đó. Những cái chậu bonsai của Nhật nó rất là đắt. Những cái chậu bé tí như thế này thôi mà nó đã đắt rồi. Ngoài ra thì các chị có thể là bày tiểu cảnh, hay là
thả hoa, một số anh chị đó cho nước vào thả hoa hoặc là thả cá, nó rất là nhiều công năng. Những cái chậu to như thế này nè, nếu mà ở trong cái nghệ thuật mà hoa đạo đó thì nó chỉ có thể là nó chỉ trưng bày thôi, trưng bày trong những cái dịp lễ hội trang trọng hay là những cái triển lãm quan trọng, nó rất là đẹp. Những cái chậu này nó được chế tác hoàn toàn thủ công nha, ở cái bề mặt nó nè, nó được khắc tạo nên cái bề mặt nó sần sùi, nhìn vào nó giống như ruộng bậc thang vậy đó các anh chị, hay là một cái vách núi vậy đó, nhìn nó rất là hay, giống một cái thung lũng vậy đó. Màu sắc rất là ấn tượng, cái màu này gọi là cái màu hỏa biến nè, tức là biến đổi do tác động của lửa. Những cái tác phẩm này chúng ta trưng bày nó rất là đẹp, nếu mà ở Nhật những cái tác phẩm này nó rất là đắt đỏ, do ở đây thì ít có người hiểu tới những cái dòng sản phẩm này, ít có người biết đến, cho nên nó không có đúng cái giá trị của nó. Rất là đẹp, cái màu sắc rất là đẹp, thì chúng ta thấy giống như cái vách núi vậy đó, nó được khắc tạo hình giống như cái những cái mặt của vách núi, cốt dày rất là nặng, đá nó có bốn cái chân, cho nên các anh chị có thể là trồng bonsai làm tiểu cảnh, thả hoa thả cá đều đẹp cả. Nó cao 8.5, chiều dài tổng đó là 30 46 46 năm, rất là dài. Còn cái vành miệng thì nó hơi ngắn hơn tí, vành miệng nó là 40 42 năm. Chiều dài ở ngoài đó, chiều rộng ở ngoài là 31. Rộng ở trong là 27. Mã sản phẩm là H20. Giá 1 triệu 2, tức là 1.200k. Phiên bán hàng của ngày 4 tháng 3 đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn quý khách đã theo dõi và ủng hộ. Xin trân trọng kính chào.